Năm 1997, Starbucks lần đầu tiên giới thiệu chiếc ly cà phê Giáng sinh của mình. Lúc ấy, nó chỉ là chiếc ly giấy bình thường. Màu của nó cũng hồng magenta chứ không thật sự đỏ. Phải đến năm 1999, Starbucks mới tìm ra màu đỏ biểu tượng của hãng. Theo John Cano, trưởng ban phòng sáng tạo, cả ekip đã mang vào văn phòng hàng tá mã màu đỏ khác nhau để cùng lựa chọn. Màu đỏ của lễ hội là gì? Đỏ trầm hay đỏ như ngọc ruby? Và mọi người đã đồng lòng chọn nên sắc đỏ kẹo mà Starbucks vẫn sử dụng đến ngày nay. Dựa trên những chiếc ly cà phê giấy đầu tiên này, Starbucks đã nảy ra ý tưởng phát triển những món quà để sưu tầm trong những dịp đặc biệt. Đó là những tấm thẻ quà tặng gift các ly giữ nhiệt tách uống cà phê, poster, thậm chí là cả quần áo. Mũ nón, hãng gọi nó là dòng Starbucks Collectible. Khi phát triển nên dòng quà tặng, Starbucks đã rất khôn ngoan trong việc thiết kế và quảng bá chúng. Hãng không tạo nên sản phẩm đại trà bày bán khắp nơi, mà phân chia theo từng khu vực nhỏ. Những cửa hàng ở những thành phố lớn như New York, Boston, San Francisco, Tokyo, Thượng Hải đều có sản phẩm thiết kế theo văn hóa địa phương. Cửa hàng Starbucks trong các công viên Disney Universal Studio cũng có thiết kế độc quyền. Bạn chỉ có thể mua được thiết kế ấy khi đến thăm cửa hàng Starbucks địa phương. Điều này đã góp phần tạo nên làn sóng đi săn lùng vật phẩm hiếm của Starbucks khắp các thành phố ở Mỹ và toàn cầu. Vậy, trong trường hợp bạn không thể đi chu du khắp nơi để săn lùng vật phẩm Starbucks, chắc chắn là phải lên Internet tìm thử xem có ai giao bán nó không. Starbucks lần đầu tiên phát triển dòng quà tặng này năm 2001. Tính đến mùa hè 2013, người ta ước lượng có khoảng từ 26.000 đến 37.000 vật phẩm của Starbucks được giao bán trên eBay, nền tảng buôn bán và giao vặt cá nhân. Qua đến mùa hè năm 2017, con số này đã tăng lên thành 134.000 vật phẩm. Các sản phẩm Starbucks đều được tăng giá khi chào bán qua mạng. Những sản phẩm hiếm thậm chí được tăng giá gấp nhiều lần. Điều này khiến chúng không khác gì những sản phẩm hyperbeast như giày dép hay túi xách hàng hiệu quý hiếm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.